ruột là sao? Lồng ruột là thường thường ở đây hàng ngày ở đây mình đi gặp rất là nhiều. Các bạn đi khám ở lâm sàng đây mình thường đi trực nhiều lắm, ngày nào cũng có, quá trời nhiều. Nên là khi bây giờ mình cái quan trọng là ruột lồng ruột thì bây giờ cái siêu âm nó chẩn đoán rất là đây. Nhưng mà cái quan trọng nhất là các bạn phải nghĩ đến nó. Và mình phải nghĩ đến cái nó là lồng ruột. Thì lúc đó mình mới cho làm siêu âm thì mới lo cho cái lồng ruột được. Chứ còn không có để càng để thì càng nguy hiểm. Và ở đây có một số ca để vài ba ngày là đến phòng khám rất là khám, rất là nhiều khám nhi để biết và nhân tài và nặng này và cái nguy cơ tử vong. Nếu lồng ruột mà nó sớm tháo đi được cái lồng ruột là gì? Lồng ruột là do các bạn ở trên nó tụt xuống là lồng ruột. Như vậy thì cái khi nó chui vào như vậy thì có thể tùy theo tình huống, có thể chui ở ruột non, có thể đại tràng, có thể ruột non với ruột non, có thể ruột non với đại tràng tùy, chứ không phải mà là một cái ruột non đại tràng không. Và để nó cái chủ yếu nó là cái gì, cái đoạn cuối cùng cái đoạn là hồi tràng với lại manh tràng hai bên tới còn hồi tràng manh tràng bên này. Và khi nó chui vào thì nó gây lên một cái tình trạng tắc ruột. Và giống như các bạn học trên lâm sàng các bạn biết rồi, có hai cái loại tắc ruột, tắc ruột cơ học, tắc ruột cơ năng. Trong tắc ruột cơ học có thể nó có tắc ruột cho bít, tắc ruột cho thắt. Thì cái ông này là tắc ruột cho thắt nghe, đúng không? Tắc nghe là thắt, thắt lại và nó gây đến cái tình trạng và càng thắt càng nghe như vậy. Thì cái bít với cái thắt nghe là khác nhau ở cái chỗ nào? Cái bít là nó không tổn thương mạch máu, cái mạch máu nuôi của đoạn ruột nó vẫn còn ok, đúng không? Còn cái ông mà thắt nghe là có thể do bị bẹt nghẹt, có thể do gì nó bị nông, có thể thôi bị nông, có thể do xoắn ruột, có thể do tê nhỏ hay chằng. Anh chưa nghe rồi. Alo. Anh em nói ba đoạn là đoạn gì vậy? Đi nghe. Chưa anh đọc rồi mà không ai gặp. Nhớ là mang hồ sơ mang chèn này với đại chèn với đại chèn. Đến tìm đến bao nhiêu lần. Vậy thì vì sao mà nó gây lên cái lồng ruột này? Thì đa số hồng trang minh trang hồi đại trang và hồi hồi mình cũng nói với bệnh nhân là bên này như kia thôi, nhưng mà rất là khó. Có một số trường hợp có nguyên nhân, còn đa số là không biết đại trang. Vậy thì cái này thôi, phần lý thuyết thì các bạn nghe hết, nhưng mà có cái là nó hay tần suất theo mùa, chứ cần gì đo adeno hoặc là rota virus để cho các cái nghiên cứu như này. À, và cái tuổi thường gặp thì nó nằm ở cái đoạn mà ba tháng cho đến 36 tháng, cái tuổi đó là tuổi nhiều nhất về cái tần suất các nghiên cứu ở này là phải như vậy. Thì nãy tôi nói các bạn để ý ở đây có khoảng tháng 9 tháng 10 trở đi rất là nhiều cái mùa mà viêm phổi rồi, thì người ta thấy cái mùa đó thôi, chứ còn nguyên nhân tại sao thì không biết, nhưng mà người ta thấy rằng nó có thể là do là viêm các adeno hoặc là các cái rota virus thì nó làm cho các cái mảng bên đoạn cuối của hồi tràng nó có cái mảng hạch rồi đó, nó phát triển lên và có thể nó là những cái chỗ để kích hoạt làm cho cái đoạn lồng ruột nó đi vô đây, hoặc là làm tắc những cái lồng ruột đây thì người ta thấy là cái đoạn đó. Và cũng một số ít, tức là nay tôi nói các bạn rất là ít, có khoảng 3 tuần cũng tầm là có nguyên nhân. Và cái nguyên nhân hay gặp nhất đó là cái thừa nước kem. Cái thừa nước kem là cái mà các bạn thấy là cách cái góc hồ minh giàng cứ khoảng 30-40 cm như này, là nó có một cái đoạn hồi xưa nó là cái di tích của cái tư não hoàn ha, và bây giờ nó còn lại và nó kích thích nó làm đây, hoặc là một số các cái u, hoặc là năng tuyệt đối ở đây mình cũng có thể học về năng tuyệt đối, hoặc là sau một cái viêm ruột do sonohenoc phức tạp rồi có nhiều nó gây những viêm ruột. Thì đó là những cái nguyên nhân cụ thể khi mà mình hoặc là điều trị những trường hợp nó có nguyên nhân thì mình giải quyết nguyên nhân nó mới hết được. Còn những trường hợp nó không có nguyên nhân thì tôi mổ nó chủ yếu chỉ đính cái manh tràng vào cái cho nó vô vậy thôi. Chứ bây giờ người ta làm đề tài nghiên cứu rồi, người ta thấy rằng không có đính hay không đính thì cái tỷ lệ tái phát nó giống nhau. Sau mổ xong rồi nó vẫn tái phát, chứ không phải là các bạn cứ nghĩ rằng là mổ xong nó hết tái phát đâu. Ông không khép bóc hay là ông đính manh tràng vào thành bụng hay là ông làm gì nữa rồi sau này nó vẫn có cái tỷ lệ tái phát, mặc dù là nó tái phát ít hơn là tháo lồng. Đó là không mổ, chứ còn nó vẫn tái phát. Cho nên là sau này nó làm đề tài xong rồi hỏi mình tôi ông cứ tháo lồng cái đuôi, còn cái chuyện mà ông có đính không đính cái vấn đề gì. Thì về cấu tạo của cái vỏ lồng thì nó có một cái là chỗ này là cái cổ lồng, chỗ này là quan trọng nhất, chỗ này nó càng nhồi vô thì càng hoạt động,
nó là tự nhiều là thấy cổ động này ha. Và nó có cái ba lớp vỏ này thì để làm gì, để chút nó mình siêu mình thấy được cả cái lớp vỏ này, để xem nếu nó sơn này là cái đoạn giữa và các lớp vỏ ngoài, đoạn giữa và vỏ trong đó, là nó không có dịch. Còn nếu mà khi mà nó đã hoại tử thì đoạn giữa nó có dịch. Cái thứ hai nữa là các cái đoạn cổ động này nó lôi vào này, nó lôi luôn cả cái mạch máu luôn. Như vậy thì khi anh siêu âm mình phải để ý cho tôi là cái mạch máu lưu nó có còn hay không. Đó là hai cái về mặt cái mũi lồng này là cái ý nghĩa của nó như vậy thôi. Thì mình xác định cái siêu âm mạch máu còn hay không, cái lượng dịch ở trong nó có hay không. Giữa các cái lớp vỏ người ta siêu âm là người ta sẽ đánh giá được cái vỏ trước, vỏ ngoài, vỏ giữa hay vỏ trong, và giữa các cái lớp vỏ đó nếu mà nó không có dịch thì nó sớm hơn, còn nếu mà lượng dịch nó nhiều thì nó có nghĩa là hoại tử rồi. Thì về phân loại thì như anh nói các bạn có thể lồng được non với được non, gọi là phổi hồi trạng. Lồng tức là thằng được non với thằng được già thì là hồi đại tràng. Nếu mà nó lồng từ thằng hồi tràng nó đi qua manh tràng và nó đi lại lồng thêm một lát nữa thằng manh tràng đi vào đại tràng, hồi manh đại tràng. Thì khi mà nó lồng càng nhiều thì cái nguy cơ nó càng chặt. Cái đoạn lồng thì có thể là nó chạy, nó nằm ở hố trục phải khi mà nó lồng hồi tràng với lại manh tràng thôi. Nhưng mà có thể trường hợp nó chạy, nó chạy về hố lách, xong có trường hợp nó lồng dài quá, nó xuống nó lòi luôn đầu dẫn ra tới hậu môn. Thì cái khối lồng nó càng to, nó càng dài và nó càng sang phía bên trái thì bệnh nhân tiên lực nó càng nặng, nó càng khó khăn hơn cho mình. Đó là mục tiêu là mình đánh giá là vì sao nó lồng, tức là thằng trên tôi xuống, các bạn có thể là các bạn không làm như ngày xưa, tôi là hay bác sẽ đạp, tôi làm bạn gọi là măng sông sẽ đạp, tôi làm nhau, thì gọi là lồng vòng. Như vậy thì về cơ chế bình sinh của nó là sao? Nên tôi nói các bạn là nó lồng vô, nó chui vô, chui luôn cả cái mạch máu ở trong, nó chèn ép, nó hoại tử. Khi nó hoại tử như vậy thì nó đầu tiên là nó phù nề và nó xuất huyết ra, làm cho bệnh nhân bị cầu máu. Lúc đầu là đau, nó càng chui vào, cứ mỗi một lần cơn nó nhồi đến đau, và bệnh nhân đau thì cơn có thể, đúng chưa? Cái thứ hai nữa là sau mỗi một cái cơn nó hết rồi thôi, và nó nhồi mà sâu quá, nó lồng mà sâu quá thì nó làm cho cái mạch máu tổn thương. Khi mạch máu nó tổn thương xong rồi ấy, thì nó sẽ xuất huyết ra và làm cho bệnh nhân đi cầu đông máu. Và nó chèn ép thần kinh thì làm cho bệnh nhân thanh sao mệt mỏi nôn ha. Đây là cái cơ chế bệnh trình của nó, được chưa? Hỏi lại vì sao mà nó gây ra các cái triệu chứng đó. Như vậy trên lâm sàng nếu mà để hình thì các bạn thường gặp trẻ nhi, nãy tôi nói các bạn đâu nhi. Cái thứ hai nữa là bé trai bú bóng thì hay gặp hơn bé gái. Thì thứ ba nữa là cái điển hình của nó là với cái cơn khóc thét. Chứ còn mấy chuyện mà đau bụng từng cơn là mình nói rất vui vậy thôi. Nhưng mà cái thường đa số như ở cái tuổi này nó khóc thét là chính. Cứ mỗi lần nó đau như vậy nó khóc thét từng cơn xong nó lại thôi, nó lại hết. Thì người ta gọi là khóc thét từng cơn. Chứ còn cái chuyện đau bụng từng cơn nó rất là khó đối với trẻ em. Nó không biết đau đâu mà. Sau cơn đau thì mệt và mình tiếp đi. Đó là cái đặc trưng của cái lần đầu. Nên tôi nói các bạn là cái quan trọng đối với cái lần đầu là các bạn phải nghĩ đến nó. Thế còn các bạn không nghĩ đến nó mà các bạn cứ đi lơ tâm hơ, các bạn đi điều trị viêm ruột, các bạn điều trị lây trùng, các bạn điều trị linh tinh, bệnh nhân đến mua chết. Chứ còn khi mình đã nghĩ đến nó thì bây giờ cái siêu âm nó rất là tốt, siêu âm độ nhạy là hiệu cao lắm, nghĩ đến nó rồi thì rất là dễ ha. Phải nghĩ đến, và hai nữa là tò đi làm để tiền, không ăn tiền chỗ nào cũng có, rất là khỏe đối với cái siêu âm. Một lần không được thì hai lần được thì ba lần, nếu mà vẫn còn nghĩ đến cứ cho làm đến khi nào mà nó mình thấy trên lâm sàng nó chỉ tiến tốt thì thôi, mà không có gì được. Nôn thì lúc đầu thì có thể nôn ra thức ăn mới ăn, sau đó là nôn. Nhưng mà nó sâu hơn nữa thì nó sẽ nôn ra. Ở đây là nó hỏi một cái các bạn chỉ là nôn cái thức ăn hoặc là nôn tiêu hóa đã tiêu được, có thể nó là dịch mật. Ở cái lứa tuổi này nó có một số cái ví dụ như là thèm thức ăn có thể gặp, những đứa nhất là những đứa trẻ sơ sinh đúng không, nó có hẹp vị đạo của môn vị, thì như vậy thì nó nôn ra mà nôn chỉ nó nôn thức ăn thôi, nó không có nôn dịch mật được. Thế nên ở đây mình thấy rằng là nếu những tổn thương nó nằm ở dưới đã tràn trở xuống thì nó sẽ nôn ra dịch mật. Đối với trẻ em là nó có một số cái tình trạng nôn, cái tính chất của nôn rồi cái chất nôn là mình phải thấy để mình đánh giá để xem là cái tổn thương nó nằm ở đâu, có thể nó nằm ở trên đã tràn hay là dưới đã tràn, thì là nó dựa vào cái dịch mật, đúng chưa? Và sau đó thì các bạn thấy rằng là khi bệnh nhân đến muộn sau 12 giờ, tức là nó lồng vào tổn thương mạch máu rồi, hoại tử ruột rồi, bắt đầu nó tổn thương tế bào ruột rồi, thì lúc đó bệnh nhân không đi cầu ra máu, nó đi giống như thạch chất, có thể là bệnh nhân đi cầu ra máu, có thể là các bạn thăm trực tràng các bạn thấy, hoặc là các bạn bơm clitima vô, nó có cái lọ mà bơm vào bệnh nhân đi cầu ra,